Thế như giải đấu lần 2 được 8 củ. Còn giải đấu lần 3 thì không biết có ai tài trợ không. Paul Pogba chết rồi. Quả DD quả này tránh làm sao được. Và Younger ghi bàn trước. Vậy khả năng team Neptune Stoy chắc là cũng dừng bước ở bảng vòng đấu 1-8 rồi. Một pha chọc khe hay quá. Úi giời, quà người này. Nên nhớ Pogba này là Pogba 5 sao kỹ thuật. Những pha xử lý và những pha first touch đỡ bóng bước 1 nó phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Đồng Văn Thắng có đầy này. Hiện tại kèo mở thẻ đang có rồi nhưng mà chưa đến lúc. Bởi đây là Paul Pogba. Hai bàn thắng. Cú đúp của Paul. Ngoài đời anh diễn hài nhưng trong game này thì anh diễn cái kiểu khác. Trong game này thì ui bóng lăn qua chân luôn đấy. Công Phượng ngày hôm qua làm cái tình huống như thế này luôn nhá. Công Phượng hôm qua dẫm đúng bóng như thế nhưng nếu trong game là bóng sẽ lăn qua xuyên qua chân Công Phượng. Của Quốc Khánh tạm tạm nhé. Gọi là tạm tạm thôi. May mắn Quốc Khánh tạm tạm và gói chuỗi trong 3 ngày đầu tiên của tháng 9 tạm tạm, còn đâu về sau đó thì hết. Cay vãi nồi. Ronaldo! Hay quá nhờ. Pha dứt điểm đúng sở trường với quả chân trái căng. Với trang phục của Ai Cập đúng không nhỉ? Đúng rồi, Egypt Ai Cập thì này. Một pha nhả xa cánh hay quá. Lại là Paul Pogba. Đấy. Nếu như ngoài đời mà ông Ole Gunnar Solskjaer là dùng Paul Pogba ở những vị trí này, tức là vị trí CAM, nó khác biệt nhiều. Với não bộ đỉnh cao của mình, khả năng kiến tạo, xử lý bóng và những pha tham gia tấn công, Ronaldo tỷ số là 2-0. Nhanh chóng và gọn gàng. Drive player hay còn gọi là dân chơi chuẩn chỉ tay phải. Paul Pogba lên đá vị trí CAM một cái nó thoáng hơn rất nhiều nhá. Thậm chí nếu mà chỉ cần thay đổi như thế thôi là tôi thấy cái MU có thể vào top 3 được. Nhưng không thèm cơ, bàn thắng danh dự đã đến. Những thanh niên 12 xăng đã có một pha bóng phải phối hợp tạo được. Tỷ số chúng ta còn 1-2. Bởi vì hàng của Chelsea bây giờ bị quá, thiếu nhiều quá. Đinh Đặng Đình Sơn đúng rồi đấy, 1-0 rồi, right player rồi. Lại là cái tên quen thuộc Ronaldo. Rô điệu trong mùa 18 này thì với giải đấu mà dành cho mùa 18 này thì rô điệu là tiền đạo số 1 rồi. Không tránh được, không chạy được, đóng chết ngay.